Hoàng Đẹp đứng đây ở trên tầng 5 này, nhìn thấy đỉnh Phan Xi Păng này, xa xa. Ôi, Phan là mình ngủ là che phủ luôn. Vừa mới nhìn thấy đỉnh Phan Xi Păng cái mây là che phủ luôn. Đấy, rét căng luôn. Còn bình thường không dễ gì đâu. Đấy, ghé đang lên đi. Đấy. Đấy. Xe máy mùi. Quả mùi là thành mùi trần này. Sapa, Lào Cai giống như Tam Đảo. Đà Lạt thì chưa đi, trên lướt chắc đường dốc dốc này. Cảnh thú tỉnh nhau. Con đường rất là thơ mộng. Hai bên thẳng quán thần sát. Nói là người hôm nay nó là ngày trong tuần mắng người cuối tuần. Anh em đang dạo xuống sân quảng trường. Đây là km số 0 của xã Sapa. Giống như kiểu Hồ Hoàn Kiếm là km số 0 của Hà Nội. Tập để làm chia hàng, để làm mời chào khách hàng mua đồ thổ cẩm, tập về bán tiếng Anh như gió. Chắc là màu vàng bây giờ cho chúng đây đi làm tổng tranh à, hay là được tổng tranh. Chợ truyền thống của Sapa vào kiểu thành cố nhưng mà
Bếp mang về anh em sau khi ăn xong rất là thôi. Ta cọc mình à? Quay thị xã Sapa. Đúng rồi. Đặc sắc. Chợ Sapa. Chợ này thì cũng giống như các chợ. Chả có gì. Sản cá tầm. Đây là mua một cái chocola đắt đỏ này. Còn quen. Đây thằng lạ, khó chả. Đấy, giờ thắng cố cái gì toàn vào trong nhà hàng rồi, đâu mà không có cái nét đặc sắc, đúng không? Không có nét thú vị. Lướt một vòng con rời thành người bã văn. Đáng nào không mát tí nào. Vai lúc nào mà